Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đến với nội dung của môn học. Hôm nay, tôi sẽ dẫn các bạn tìm hiểu nội dung của phần thực hiện chính sách đối ngoại tích cực. Mời các em chúng ta cùng nhau theo dõi. Ở trên màn hình cô có câu hỏi là: từ năm 1950, Trung Quốc đã tiến hành những việc làm gì để phát triển đất nước? Các sẽ có gợi ý ở đây sẽ là trên 3 lĩnh vực. Một đó là kinh tế, hai là văn hóa và ba là đối ngoại. Cô nhắc lại câu hỏi: từ năm 1950, Trung Quốc đã tiến hành những việc làm gì để phát triển đất nước? Kinh tế, văn hóa, đối ngoại. Chúng ta sẽ có đáp án ở đây, gồm có 5 ý. Một đó là cải tạo nông nghiệp và công thương nghiệp. Hai là xây dựng công nghiệp dân tộc. Ba, phát triển văn hóa giáo dục. Bốn, năm 1950, xây dựng kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, 1953-1957. Và 5. Thực hiện chính sách đối ngoại tích cực. Chúng ta ghi lại cho cô 5 ý này bài học của mình. Ý thứ nhất, cải tạo nông nghiệp và công thương nghiệp. Cải tạo nông nghiệp và công thương nghiệp. 2. Xây dựng công nghiệp dân tộc. Xây dựng công nghiệp dân tộc. 3. Phát triển văn hóa giáo dục. Phát triển văn hóa giáo dục. 4. Năm 1953, xây dựng kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Năm 1953, xây dựng kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Mở ngoặc 1953-1957. 5. Thực hiện chính sách đối ngoại tích cực. Thực hiện chính sách đối ngoại tích cực. Ở đây ta hình dung như vậy, đúng không nào? Chúng ta sang phần 3 nhỏ, thời kỳ biến động 1959-1978. 3 nhỏ, thời kỳ biến động 1959-1978. Rồi, đây là Trung Quốc. Giữa đời nhân dân Trung Hoa, sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Nhật ở Trung Quốc, đã diễn ra cuộc nội chiến kéo dài tới 3 năm 1946-1949 giữa Trung Quốc, giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuối cùng, tập đoàn Tự Giới Thạch cầm đầu Trung Quốc, cầm đầu Quốc dân đảng đã thua trận và phải rút chạy ra Đài Loan. Chiều ngày 1 tháng 10 1949, tại cuộc meeting của hơn 30 vạn người dân thủ đô Bắc Kinh trên quảng trường Thiên An Môn, Chủ tịch Mao Trạch Đông trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đó là một thắng lợi có ý nghĩa lịch sử, kết thúc ách nô dịch hơn 100 năm của đế quốc và hàng nghìn năm của chế độ phong kiến, đưa nước Trung Hoa bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do và hệ thống xã hội chủ nghĩa được nối liền từ châu Âu sang châu Á. 2. Mới năm đầu xây dựng chế độ mới 1949-1959. Sau khi đất nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, nhiệm vụ to lớn nhất của nhân dân Trung Quốc là đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, tiến hành công nghiệp hóa, phát triển kinh tế và xã hội. Từ năm 1950, nhân dân Trung Quốc bắt tay vào khôi phục nền kinh tế, tiến hành cải cách ruộng đất và hợp tác hóa nông nghiệp, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, xây dựng nền công nghiệp dân tộc, phát triển văn hóa giáo dục. Công cuộc khôi phục kinh tế đã hoàn thành thắng lợi. Từ năm 1953, Trung Quốc thực hiện kế hoạch 5 năm đầu tiên 1953-1957. Nhờ sự lao động quên mình của nhân dân và những giúp đỡ to lớn của Liên Xô, kế hoạch 5 năm lần thứ nhất đã thu được nhiều thành tựu đáng kể. Bộ mặt đất nước Trung Quốc thay đổi rõ rệt. Trong 5 năm, 246 công trình đã được xây dựng và đưa vào sản xuất. Sản lượng công nghiệp tăng 140%. Sản lượng nông nghiệp tăng 25% so với năm 1952. Trung Quốc đã thi hành chính sách đối ngoại tích cực nhằm củng cố hòa bình và thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới.
địa vị quốc tế của Trung Quốc được khẳng định vững chắc. Ba nhỏ, đất nước trong thời kỳ biến động 1959-1978. Từ năm 1959, đất nước Trung Quốc lâm vào tình trạng đầy biến động và kéo dài tới 20 năm, năm 1959-1978. Sự kiện khởi đầu là việc đề ra đường nối ba ngọn cờ hồng với ý đồ nhanh chóng xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Một trong ba ngọn cờ hồng là phong trào đại nhảy vọt, phát động toàn dân làm gang thép với mục tiêu nhanh chóng đưa sản lượng thép lên tới 10 triệu tấn và gang là 20 triệu tấn. Chỉ trong 2 tháng 11 và 12 năm 1958, cả nước đã xây hơn 1 triệu lò luyện thép loại nhỏ. Sau 4 tháng, 11 triệu tấn thép đã ra lò, nhưng trong đó có nhiều triệu tấn chỉ là một đống phế liệu vì kém chất lượng. Nền kinh tế đất nước trở nên hỗn loạn, sản xuất gạo giảm sút, đời sống nhân dân điêu đứng, nạn đói xảy ra khắp nơi. Sau đó, nền kinh tế dần được điều chỉnh và có chuyển biến. Nhưng trong nội bộ ban lãnh đạo đảng và nhà nước, Trung Quốc đã xuất hiện những bất đồng về đường lối và tranh giành quyền lực hết sức gay gắt.